Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lông Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4. Vâng, em tranh thủ lên cho các bác nô máy. Hôm nay lên hơi sớm một chút nha. Vâng, nô máy 11 con. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng từng cái máy là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, bá phát cước, giày đeo, típ, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và nổ máy hôm nay thì đa phần ở cái công suất cỡ trung bình thôi ạ, không có máy lớn đâu ạ. Ở phân khúc cc từ 22cc cho tới 26cc. Giá tiền hôm nay thì từ 1 triệu cho tới 2.800.000 đồng nha. Và tất cả em xin nhắc lại một lần nữa, tất cả từng mặt hàng, từng cái máy là đã bao ship toàn quốc cho các bác rồi. Vâng, khi các bác muốn chốt đơn, các bác nhớ cái mã của từng hôm nha. Tối nào em cũng phát sóng hết ở khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Khi các bác thích Honda GX25 con số C11 này chẳng hạn, các bác kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo cho một tin nhắn chốt C11. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận, thế là xong. Hình thức rất là đơn giản nha các bác. Và em xin nhắc lại một lần nữa, tất cả giá máy em đã báo rõ ràng trên video nha. Và giá máy đã chuẩn rồi, em sẽ không bớt được cho các bác nào đâu ạ. Nên là các bác có nào ý định bớt 50.000 hay 100.000 ạ, mới mua, với chốt đơn được ạ, xin đừng gọi điện, mất thời gian. Tại vì cái giấc này em chả hiểu lý do tại sao ạ. Giấc này rất nhiều bác hỏi máy rồi trả giá, nói chung là mất nhiều thời gian lắm. Cái giấc này nói thật với các bác, nếu mà để mà các bác nào đã sành về máy rồi ạ, cái giấc máy, giấc này là cái giấc rẻ nhất rồi nha. Tất cả các cửa hàng không riêng gì cửa hàng Lông Cơ Thành Định đã giảm giá kịch sàn rồi, không giảm được nữa đâu ạ. Đó, chỉ cần tầm khoảng nửa tháng nữa tới mùa mưa thôi ạ, giá mỗi con máy nó sẽ lên tầm khoảng 100.000. Và nhất là cái giấc này từ đầu năm rồi ạ, tất cả những cái hàng Nhật bãi, máy phát cỏ, nói chung mặt hàng khác em biết, máy phát cỏ ấy ạ, bên Nhật không về đâu ạ. Và người ta báo là tầm tháng, hơn tháng nữa mới về cơ, cũng chả biết bao giờ nó về. Và nó sẽ có thể lên nha các bác. Vâng, để không các bác không mất thời gian nữa, em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác lựa chọn. Vâng, hôm nay có hai con GX25 hàng 4 thì nha, đến từ thương hiệu Honda, đẹp xuất sắc, tung rời tung nhôm. Đây có bóc hệ cho các bác. Vâng, Mitsubishi TL26 ngày nào cũng có ạ. Mitsubishi TU26. Vâng, công suất cỡ trung bình thì các bác có thể mua Mitsubishi TL23, TL231 đẹp xuất sắc. Vâng, giới thiệu cho các bác cặp đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc 23cc 26cc không điểm dê ạ. Vâng, vừa túi tiền, nhẹ gọn, nhẹ nhàng. Các bác có thể chọn C3 Robin 255. Vâng, vừa phải túi tiền hơn nữa, các bác có thể chọn hai con đầu tiên nha. C2 là một con đến từ thương hiệu Echo Curit, nòng 33 ly, tầm khoảng 23-24cc. Vâng, C1 là một con Talaka 22cc nha các bác. Và trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái pha nhớ đạn. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng ở cái dưới này. Đa phần nó ở dưới cái bình xăng con này nha các bác, nhấn các bác cảm thấy nó sẽ lên xăng, ống xăng dư nó chảy ra rồi. Ở tùy theo từng cái ne, những cái dòng ne bên nổ từ đầu các bác bật lên, nổ rồi các bác ga lên, tự khắc cái ne đỏ nó bật lại nha. Đấy, các bác thể thấy ạ. Đó, ga lên tự khắc nó bật lại. Một số dòng ne bên tay, đa phần nó ở bên tay phải này, nó như con này là nó chiếm đến 95% ấy ạ. Bắt đầu khởi động gạt lên, nổ rồi thả xuống. Một số dòng đen bên tay trái bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên, nằm ngược lại so bên tay phải. Những cái dòng 2 thì từ con số C1 cho đến C10, xin lỗi ạ, từ con C1 cho đến C9 là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng nha các bác. Và hôm nay có hai con 4 thì nha, C10 và C11. Những cái dòng đó thì xăng chạy như Honda mà nhá. Rồi và khi mà các bác bơm xăng đóng ne rồi, hoặc là nó nổ rồi ạ, các bác bây giờ giật lại, các bác không cần phải bơm xăng, không phải đóng đen nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Chữ C ngày mùng 7 tháng 4, em giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Talaka. Phân khúc của nó là 22cc lòng 31 ly. Tình trạng của em nó thì rin nguyên bản như các bác. Và với phiên bản này thì đang sử dụng chế quang hồ, chế ga ngang, ne đỏ tự động, tum rơi, tum nhôm. Vâng các bác, ở cái phân khúc cỡ trung bình, cỡ nhỏ nhỏ này, để mà cái con này giá tiền này, đấy là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác. Con C1, C2 này
Đó, với con này thì đang sử dụng bộ tay gà giữ đầu bò lên cho các bác. Giá xả chỉ có 1 triệu đồng nha các bác. C1 1 triệu cho thương hiệu Taraka. Phân khúc 22cc lòng 31 này ạ. Vâng, để mà cái giá này mà các bác bớt nữa ạ. Nói thật với các bác, nhà em hết đất bán rồi. Nó còn đất thì em bán thì em bù lỗ cho các bác. Hết đất bán rồi. Cái giá này là giá hết cỡ rồi nha các bác. Vâng, C1 giá 1 triệu. Vâng, chỉ có 1.100.000 đồng các bác đã sở hữu một con đến từ thương hiệu Echocurit. Vâng, con này có tên riêng là Echocurit 209 nha. Vâng, con này nó ở cái phân khúc tầm khoảng 23-24cc, nòng của nó là 33 ly nha các bác. Với con này, nó được mệnh danh là một trong những con tua chạy nhanh nhất nha. Tua cực kỳ gắt, cực kỳ thét luôn. Vâng, và đặc biệt hơn phiên bản này, em đã lên chế ga ngang chế 2 kim chỉnh cho các bác nhá. Đa phần những cái đời này này, để cái chế cái bình xăng con của nó, để bình xăng riêng của nó ấy ạ, sáng ra hoặc đông lạnh không sử dụng ấy ạ, nó rất khó đổ. Và đa phần tất cả các cửa hàng đã lên chế cho các bác dòng chế Zin 3 loại 1, tiết kiệm xăng, dễ sử dụng, dễ thay tháo. Đang sử dụng tôm rời, tôm nhôm, bố côn của dòng Echocurit. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi hết cho các bác. Vâng, C2 1.100.000 đồng. Vâng, để bác nào thích một con máy cũng nhỏ gọn nhẹ nhàng nha. Tua cực kỳ nhanh, có thể gặt lúa, cắt gốc rạ, gốc ngô. Đó, và cái túi tiền, nhất là cái túi tiền này, nó cực kỳ phải chăng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. C2 chỉ 1.100.000 đồng ạ. Cực kỳ vút nha. Vâng, để mà so hình thức bên ngoài ạ, nó có thể đẹp bằng những con đời cao như Maru Yangma được, nhưng mà để mà tính độ bền ạ, nó sẽ chấp những cái dòng đó nha các bác. Vâng, C2 1.100.000 đồng. Vâng, sang tới con C3, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin. Vâng, Robin NB255 25cc lòng 34 ly. Vâng, để bác nào thích một con lòng 34 ly phân khúc 25cc nhỏ gọn nhẹ nhàng nhất nhá. Đó, các bác có thể thấy xem đây ạ. Đây là một con 25cc lòng 34 ly. Đây là một con 23cc lòng 32 ly. Đó, nó có thiết kế nhỏ hơn con 23 một chút đây này. Vâng, đặc biệt hơn con này đang sử dụng chế ga ngang, chế 1 kim tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tum côn thông dụng. Đó, các bác có thể gắn máy xịt thuốc. Những cái dòng này tum là tum thông dụng nha. Tay ga giữ, đầu bò rim cho các bác. Vâng, chỉ có 1.400.000 đồng. C3 ngày hôm nay Robin phân khúc 25cc lòng 34 ly ạ. Vâng, C3 1.400.000 đồng. Vâng, C4 và C5 giới thiệu cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Maru Yangma nha. Hai con đều đẹp xuất sắc, và với những thương hiệu Maru Yangma ở dân trên rất nhiều video em đã phân tích ạ. Đó là một trong những con đời cao về tính ổn định, tiết kiệm xăng, dễ lổ. Đó, nó thuộc hệ hàng đầu nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ạ, những cái dòng Maru Yangma ấy, nó rất ít hỏng vặt nha, rất dễ cho thợ sửa, rất dễ cho thợ bắt bệnh. Đó, nó không có giặc cái trứng gọi là làm nóng nên nó khó nổ đấy, cứ giật cứ nó cứ về. Đó, nó rất ổn định nha. Và có khi nó có trục trặc ấy, thợ bắt bệnh cũng dễ. Vâng, và với những cái thương hiệu như Maru Yangma này thì nó đang sử dụng chế ga ngang, chế qua một rồi, chế một kim. Và con C4 này cũng có trợ lực bằng lò xo nha, giật rất nhẹ nha. Tum liền. Tay có bóp hệ xịn sò cho các bác, độ đẹp trên 90% cho con C4 ngày hôm nay. Và giá của em nó sẽ là 1.500.000 đồng. C4 ngày hôm nay Maru Yangma phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. C4 1.500.000 đồng.
Vâng, C5 vẫn đến từ thương hiệu Maruyama, một con hàng nghệ Maruyama, phân khúc lớn hơn con C4 một chút nha. Vâng, giới thiệu cho các bác một con Maruyama KC26LX 26cc, lòng của nó là 34 ly. Vâng, với phiên bản này cũng đã sử dụng chế Gomoro, chế ga ngang, chế một kim tung liên. Tay có bác hệ xịn sò cho các bác luôn này. Đó là bầu ngực trồng cuốn cỏ cho các bác luôn, cực kỳ xịn sò. Vâng, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Vâng, và với con C5 này đẹp như thế này em sẽ bán giá 1.700.000 đồng cho thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc, lòng 34 ly ạ. C5 Maruyama 26cc giá 1.700.000 đồng. Và các bác thích những con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi ở cái phân khúc cỡ trung bình 23-231, các bác có thể chọn C6 và C7 ngày hôm nay nha. Hai con đẹp xuất sắc. Vâng, nhất là con C6 này. Giới thiệu cho các bác một con Mitsubishi TL23 23cc, lòng 31 thì với phiên bản chế Goro, chế ga ngang, hai kim chỉnh. Và các bác có thể thấy ạ, cái bộ bình xăng con của nó này, ốc 7 màu luôn, lốc máy chắc chắn rồi, mới đi ra van dập nổi để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Với con này sử dụng bố tum liên, tay gà giữ đầu bò chắn cỏ đi. Và bữa nay bên Đông Cơ Thành Định giảm những mặt hàng này, chỉ có 1.600.000 đồng. Các bác đã sở hữu một con hàng hệ, đó dòng phát chuyên nghiệp, phân khúc cỡ trung bình nhá, 23cc, lòng 31 đi. Vâng, 1.600.000 đồng, C6 ạ. C6 1.600.000 đồng. Bác nhìn hơn một chút nữa, các bác có thể chọn con C7 Mitsubishi TL231 23cc, lòng 32 đi. Phiên bản này thì lại có trợ lực nha, chế le tay đỏ, chế hai kim chỉnh, sử dụng bố tum liên, tay có bóc hộp giữ, đầu bò chắn cỏ đi, thì nguyên bản zin toàn tập. Vâng, và cũng xả con này luôn, chỉ có 1.700.000 đồng, C7 ngày hôm nay, Mitsubishi TL231 23cc, lòng 32 ly ạ. Vâng, C7 giá 1.700.000 đồng. Vâng, C8 giới thì cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TU nha. TU nó còn cao hơn đời TL, cao hơn đời TB. Vâng, TL xong đến TB xong đến TU. TU 26, 26cc, lòng con này là 33 ly. Vâng, với con này thì nó sử dụng chung bộ phận lòng bằng bê tông với lại con số C9 Mitsubishi TL26 nha. Đang sử dụng chế Gomoro, chế ga ngang, chế một kim. Tum rời, tum nhôm, bố côn 260. Tay ga hộp giữ, đầu bò chắn cỏ rin, tình trạng rin nguyên bản, giá chỉ có 1.950.000 đồng, C8 ngày hôm nay, Mitsubishi TU26 26cc, lòng 33 ly ạ. Mitsubishi đời TU này, đó là một trong những phiên bản xuất khẩu nên lốc máy của nó dập Mitsubishi dập nổi và logo thương hiệu của Mitsubishi. Vâng, C8 1.950.000 đồng ạ. Với sang tới C9, đây là một trong những con
đời TL. Đời TL là đời xuất sắc nhất của dòng Mitsubishi. Mitsubishi TL 26, 26cc lòng 33 ly, phiên bản chế ga ngang, hai kim chỉnh, tung rời tung nhôm, bộ côn 260, đẹp xuất sắc nha các bác. Đã sử dụng bộ tay ga giữ đầu bò rin cho các bác. Giá chỉ có 2.150.000 đồng. Các bác đã sử dụng một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL 26, 26cc lòng 33 ly. Và chắc chắn thôi, lốc máy đều có dập Made in Japan, dập nổi để các bác phân biệt thằng nhãn thật nha. Vâng, C9 2.150.000 đồng. Vâng, từ C1 cho đến C9 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nha. Vâng, bác nào không thích pha nhớt, cảm thấy cái pha nhớt nó có phần khó khăn hơn, nó còn phức tạp hơn, các bác thích một con chạy như Honda, như xe máy mình nha. Xăng riêng, nhớt riêng, xăng đổ đây, nhớt đổ đây. Vâng, hai con đều đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc lòng 35 ly, đẹp xuất sắc, rin nguyên bản. Vâng, đều sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260 nha. Tay có bố hệ xịn sò cho các bác. Đều có giá là 2.800.000 đồng C10, 2.800.000 đồng C11 ngày hôm nay nha. Hai con đẹp y chang nhau đấy ạ. Và đây là một hai con đều đến từ thương hiệu Made in Japan sản xuất nha. Và với những cái thương hiệu Honda GX25 này, lốc máy đều có dập Honda dập nổi, Honda GX25 dập nổi nha. Con này cũng vậy, Honda GX25 dập nổi. Vâng, C10 2.800.000 đồng. Với những thương hiệu Honda GX25 này, nói chung là tất cả những cái dòng 4 thì nói chung ạ, nó là một trong những con 4 thì nhanh nhất. Tại vì đa phần 4 thì người ta sẽ hãm tua so với những dòng 2 thì. Riêng có Honda GX25 này, nó là một trong những con tua nhẹ nhất của dòng 4 thì nha các bác. Đó, nó nhẹ, nhanh nhẹ hơn cả những dòng GX35 nha. Vâng, C10 2.800.000 đồng. Đồng cái giá 2.800.000 đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Các bác có thể mua C11 nha. Cũng Honda GX25, cũng giá 2.800.000 đồng. Cũng tay có hệ xịn sò cho các bác. Tiếng máy của em nó có thét như dòng 2 thì vậy ạ. Vâng, C10 và C11 đều đến từ thương hiệu Honda, Honda GX25, 25cc lòng 35 ly, đều có giá là 2.800.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 11 con. Em xin nhắc lại, giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm chút hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và cái video này thì nó lên sớm hơn mọi khi một chút xíu thôi. Đó, còn thường ngày phát vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày nha các bác. Vâng, em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.